Đây là đoàn nghiên cứu đa dạng sinh học của CEREC và RFI thực hiện tại Camapo, Thanh Vân ở Quản Bạ, Hà Giang. Dẫn đầu đoàn nghiên cứu về chim là tiến sĩ Ngô Xuân Tường. Giữ kéo vào cái để anh đo cái tay nó hơi nhấc lên chút, hơi nhấc lên. Trên tay tôi đây là loài sóc bay đen trắng có tên khoa học là Philopetes aboniser. Đây là một loài xích đỏ đang bị xích đỏ đánh giá ở mức là VU gần như đe dọa. Loài này trước nay tôi mới chỉ ghi nhận qua hình ảnh trong quá trình đi khảo sát xoay đêm, và đây là mẫu thu bằng bẫy lồng đầu tiên của tôi. Nó rất là hiền lành và một con, và là một mẫu sóc đẹp. Thông tin cơ bản về số đôi thái ngoài chúng tôi sẽ thả nó tái thả lại về nó trở lại thiên nhiên tại nơi mà tôi thu được mẫu của nó. Đấy rồi, nhanh lắm, không kịp đâu. Nó này cái cây đấy, cái này có quả đâu.